Kylie bất ngờ tiết lộ bí mật gây sốc khiến cô và Thanh Duy chưa có con sau 3 năm kết hôn. Vừa qua, Kylie đã chính thức chia sẻ với khán giả về lý do khiến vợ chồng vẫn chưa có em bé. Chưa vội vàng trong chuyện sinh nở, lý do mà Kylie vừa đưa ra để giải thích vấn đề trên đã nhận được nhiều sự đồng cảm và thấu hiểu của rất nhiều khán giả. Bắt đầu từ việc chia sẻ hình ảnh của hai vợ chồng trên phim trường, Kylie vui vẻ khoe với khán giả về độ nổi của cô và Thanh Duy khi diện áo tông màu đỏ cam rực rỡ. Sau khi chia sẻ khoảnh khắc tình bể bình với chồng ở chỗ làm, Kylie ngại ngùng bật mí lý do khiến cô vẫn chưa có em bé sau hơn 3 năm kết hôn. Cài ngày cài đêm kiếm tiền mới dám kiếm thằng cu tí. Tài chính là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến quyết định sinh con của Kylie và Thanh Duy. Vậy ra, nguyên nhân lớn khiến gia đình của Thanh Duy và Kylie chưa có con tới thời điểm này chính là do cả hai đều cảm thấy chưa có đủ tiền. Để có thể dành cho đứa con tương lai những điều tốt nhất, hai vợ chồng đã luôn cố gắng nỗ lực để làm mọi việc trong thời gian hiện tại. Đây cũng là lý do chung khiến nhiều cặp đôi trong showbiz nói riêng và xã hội nói chung quyết định chưa sinh con dù đã cưới nhau lâu năm. Kylie và Thanh Duy đã kết hôn vào tháng 3 năm 2016. Tuy nhiên, dù đã trải qua quá trình yêu đương lâu dài và có hơn 3 năm chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng, nhưng cho đến thời gian hiện tại, cả hai vẫn chưa có với nhau những thiên thần nhỏ. Nhiều khán giả đã rất hy vọng sớm có thể nhìn thấy cù tí cù tèo của hai vợ chồng trong thời gian không xa.